Siêu phẩm về tới của chú anh chị, bè liền sau núi, máy văn ma ba thủy, và đặc biệt là có giấy tờ của chú anh chị nha. Em nghe nói là từ cái ghe tới cái máy cái gì nó cũng chất hết. Sẵn đây, mời cô chú anh chị coi clip luôn. Giao Long Bến Tre đã có ghe. Dạ xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn bà con mình luôn sát cánh, luôn ủng hộ cùng kênh của Tâm Vlog nha. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Dạ xem kênh bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều nha. Khu vực Giao Long này có ghe nữa, em báo cho cô chú anh chị mình luôn. Và giá cả em sẽ cập nhật cho cô chú anh chị. Để vừa ý thì alo trực tiếp cho anh chủ. Dạ thích, ủng hộ em, cảm ơn cô chú anh chị. Còn chưa thích, không sao, chờ con sau nha cô chú anh chị. Giá cả báo trực tiếp luôn. Đẹp lắm á, mời bà con. Dạ hôm nay nhìn cái dáng này thì cô chú anh chị mình biết em nó ở đâu rồi ha. Quá dễ thương, cực kỳ đẹp luôn cô chú anh chị. À, kích thước của em này là ngang 3m, dài 14m5. Hiện tại thì con này nó có giấy tờ sẵn luôn nha cô chú anh chị nha. Mì nhôm, đầu cất đít cao, cái mặt nó đẹp khủng khiếp của chú anh chị. Và be thì tình trạng theo như em thấy thì be dành nó liền lắm, từ đầu tới đuôi luôn á. Cho cô chú anh chị mình tham quan ngày hôm nay, tham khảo cái bé này. Bé này thì nếu mà chở nửa cái upgo thì là 17 tấn. Dạ còn lên hết tải luôn thì 20 tấn được nha cô chú anh chị nha. 3m, 14m4. Dáng ghe thôi xuất sắc luôn cô chú anh chị. Ghe hiện tại thì đang nằm ở Giao Long, Bến Tre, gần cầu An Quá của chú anh chị. Bà con mình mua về tải hàng á, dạ, hoặc là làm ghe nhà ở, ghe câu. Con này nó đã dữ lắm của chú anh chị. Em nói là từ be bọng cho tới cây cối luôn, rất là xuất sắc. Và thêm cái nữa là con này nó có giấy tờ rồi, mình yên tâm đủ đường hết á cô chú anh chị. Giá cũng mềm mỏng nha. Cô chú anh chị mình thấy vừa ý thì liên hệ trực tiếp qua cho anh chủ. Dạ vừa cái công việc của mình, hoặc là Tết này mình mua được cái con ghe để về mình đi ăn uống ca hát trên sông của gia đình, hoặc là kinh doanh á. Dạ thì alo ảnh. Giá rất là mềm. Nè chi tiết bây giờ em đi cho cô chú anh chị mình coi nha. Cái đầu ghe nó cất giả mang luôn. Con này về cô chú anh chị mình đi biển cũng được nữa, nó giót cái phần mũi lên đã lắm cô chú anh chị. Đây nè, bà con mình thấy không, đây bắt đầu từ dây mũi nó giót lên nè, cực kỳ đã. Con này cô chú anh chị mình về đi biển thoải mái vô tư, em cam kết cô chú anh chị mình chiếc này em lên sẽ rất là nhiều cô chú anh chị mình thích. Bé này ngang 3m, cái mũi nó kiều nè cô chú anh chị, mặt duyên cực kỳ duyên luôn. Tí xíu nữa em sẽ đi cho cô chú anh chị mình coi rõ hơn về cái phần mặt của em nó. Trực diện luôn nha. Mì nhôm cao, ngang 3 thước. Bè bọng nó bóng giận luôn cô chú anh chị. Dài 14m5. Ôi ôi, đã giữ thần ta. Cái upro chà bá luôn cô chú anh chị. Ngay cái lằn dẻ nè. Nếu mà chở tới đó thì anh nói là chở 17-18 tấn. Còn hết tải luôn thì em nói là 20 tấn nha. Dáng này là dáng nổi cao nước nha cô chú anh chị. Be đồng be. Dạ chứ không phải là cái be chứ không phải là cái be dành mà nó nhỏ xíu, rồi cái nó chìm dưới, cái be gió nó nổi lên trên thì không có. Con này là be đồng be luôn. Cô chú anh chị mình thấy không? Nó nổi nè. Dáng ghe này đẹp lắm. Những cô chú anh chị mà mua tải hàng á hay kiếm cái dòng này lắm nè. Kiếm cái dáng ghe này nhiều lắm. Sao mà anh săn được cái con này hay vậy ta. Dáng ghe xuất sắc luôn. Trời ơi, dàn đít chành phành luôn. Chút xíu coi cô chú anh chị ơi. Hết thần cái dàn đít vậy ta. Nghe tới sau luôn nha cô chú anh chị. Để cho bà con mình coi cái tổng dáng của em đó. Trời ơi, cái ghe nó đẹp. Ghe nó đẹp giả man cô chú anh chị. À, cái miếng ở phía sau đít này là 1 tấm 1 nha. Sao núi nguyên con. Tấm đít không là tầm khoảng 5 tấc đó cô chú anh chị. Bè gió 5 tấc mấy luôn. Con ghe này đảm bảo cô chú anh chị em lên sẽ nhiều, cô chú anh chị rất là thích và rất là cần cái dòng này. Ngang 3, dài 14 năm. Đi văn ma 3, văn ma 3DH. Bà thủy lòng tấc đó cô chú anh chị. Có giấy tờ nha. Ôi ôi cái dáng ghe nó đẹp cái trời. Xuất sắc luôn. Cầu An Quá Bến Tre nha cô chú anh chị nha. Gần khu công nghiệp Giao Long, cô chú anh chị mình gõ bản đồ quá là có. Rồi bắt đầu mình liên hệ trực tiếp qua cái số điện thoại của anh chủ á, anh đón bà con. Nghe đẹp lắm. Nè. Cái bê dành dưới nè. Nó đồng nó liền từ ở phía Long Đền Đích lên thẳng trên mũi luôn bà con. Đó cô chú anh chị thấy không? 20 tấn. Mà nhìn nó gọn lắm. 20 tấn mà nhìn nó gọn cực kỳ. Xuất sắc luôn. Rồi. Bây giờ để đi vòng lên trước một cái rồi ra mé bên kia bắt đầu vô trong chi tiết nha bà con.
mời cô chú anh chị. Đá tới từng chi tiết luôn trời. Bè bọng mặt lá tấm nào tấm mấy năm tấc không à. Chán chán luôn. Cái máy lớn lắm nha cô chú anh chị. Cái bô anh chọt ra đây nè. Ông bô chà bá lửa luôn. Có bản số. Nhìn cái bê gió thôi là nó lên tên tuổi rồi. Bê dành thì liền trơn. Phần mũi nó giót đẹp quá ta. Cô chú anh chị. Giót nè bà con. Vuốt lên luôn. Chỉ có thợ ngày xưa mới làm được vậy thôi. Thợ giờ mà kêu dày tiền công trả chắc xỉu quá. Đẹp quá đẹp. Nè bà con, em cho cô chú anh chị mình coi cái phần mặt của em nó nè. Ở đứng đây mới thấy cái lòng son nó khủng khiếp cô chú anh chị. Mặt cực kỳ duyên. Ở dưới cô chú anh chị mình thấy không? Ở dưới nó xếp vô lên trên nó mới bung ra. Nước mình chạy á cô chú anh chị là nó dẹt cái dưới đây nè. Nó nhẹ nước lắm. Cái dáng này dẹt nước cực kỳ luôn. Ở dưới đây nó dẹt. Bắt đầu lên trên nó bung ra. Nó nâng cái vỏ mình lên cô chú anh chị. Dáng này cực kỳ nhẹ nước nha. Ghe thẳng băng luôn nè. Mặt cực kỳ duyên, dễ thương cực kỳ không? Quá đẹp. Mày nhôm nha. Tiếp tục một bên nữa. Rồi mình vô chi tiết. Em nôn nóng vô chi tiết rồi. Ghe đẹp quá. Có giấy nha cô chú anh chị nha. Cái này có giấy tờ. Đây nè. Cái mũi nó giót rồi trời. Sướng mắt thiệt chứ. Ngang 3 và 14 năm 20 tấn cho cô chú anh chị mình đi tải. Còn con này mà đóng lên ghe du lịch, ghe câu, ghe nhà ở. Thôi thôi. Đi te đi cào biển rồi cô chú anh chị. Sướng. Nè bà con mình coi nè. Cái mí nước của em nó nè. Bà con mình thấy nó nổi không? Từ mí nước lên tới con lươn là tầm khoảng 3 tấc mấy 4 tấc nữa. Mới tới con lươn. Mới tới con lươn nước. Ghe nổi cỡ đó bà con. Trời ơi trời. Bè bọng nó láng o luôn cô chú anh chị. Dành sao cái nữa đây. Nổi cao nước dưới thân ta. Quá đã bà con ơi. Hai bên như một. Công đà be bọng ốp ra ốp vô tùm lum hít. Miếng bè dành nó bự dưới thân. Bà con mình coi nè. Cây bổ của lồng đền đích đi lên nè. Bự lắm. Ghe này bao cứng. Cô chú anh chị mình về đi biển là thoải mái nha. Đó cái dáng ghe nè. Dán thông đòn. Con này thấy 20 tấn vậy chứ nhẹ nước cô chú anh chị. Cái phần mũi đóng như vậy chạy rất là giọt luôn. Nó nâng cái mũi mình lên cô chú anh chị. Rồi mời bà con mình vô chi tiết bên trong với em nha. Mời cô chú anh chị. Để em kiếm cái đường xuống cái. Chắc đây được nè. Bay. Bay mương bà con ơi. Ở thánh thần thiên đụng nó đẹp. Chi tiết luôn bà con ơi. Công đà vuông góc luôn nha cô chú anh chị. Bà con mình muốn biết thêm thông tin chi tiết như mấy cô chú anh chị mà mua về đi tải á thì hỏi anh chủ cái lồng son này nhiêu nha. Anh tư vấn anh gọi cho cô chú anh chị mình anh báo chi tiết cho. Ga miệng có nè, ga dưới có nè. Chiếc này em thấy ga nó cũng như không. Ga nó cứng ngắc, ga cần gì nữa. Ù lon con tán rút từ công tới đà luôn bà con. Trời ơi. Ghe 20 tấn nó đẹp tới cỡ này. Hiếm à. Trời. Chà cái này cũng chân nai nữa ha anh. Ác ha. Quá thứ nhìn cái vàng mũi đã ghê rồi chứ anh chị. Công đàn mũi nè. Mặt ghe này nhiều cô chú anh chị mình khoái dữ lắm. Biết sao mà ông anh em săn được hay chứ. Bè nè. Công đà vuông góc nha cô chú anh chị. Trời ơi. Vàng dách mua nó bóng nó thấy mặt em đỏng luôn trời. Ừ. Miệng nè.
Đâu rồi, dở cái tấm này coi. Hay dạ, tấm này chắc xưa giờ quá, còn bự quá trời nè. Quay cho bà con mình tham khảo thôi. Dạ, chứ con ghe này em nói của chú anh chị, tình trạng em nó mới tới 80 mấy %, 90% luôn, không có trét chai gì hết nha cô chú anh chị. Ghe này đúng ghe xưa nè, không chắc chai gì hết, ngay tại vị trí phía dưới chai mũi nó bóng dở luôn trời. Coi thử cái lô cái coi, giọt tới đây luôn mà con. Quá đẹp, xuất sắc thật chứ. Con này về tải hàng được cô chú anh chị à, và giá em báo luôn cho cô chú anh chị mình để dễ lựa chọn ha. Hôm nay anh chủ anh kêu chiếc này là 75 triệu, tại ăn quá Giao Long Bến Tre, 75 triệu. Coi ghe trực tiếp nha cô chú anh chị nha, alo ảnh ảnh ra anh rước cô chú anh chị mình. 75 triệu là có giấy tờ rồi đó. Với một cái chất ghe như vậy đi Giang Mai Ba Thủy lòng một tấc, siêu tiết kiệm nha. Hay dòng đó thì những cô chú anh chị nào từ trước giờ đi ghe đã rành nó rồi, rất là tiết kiệm, rất là bền. Miền Tây Sài Gòn là đi liên tục, đã quá. 75 triệu luôn giấy. Công đà thì 712. 712 vuông nguyên cây nha. Nó liền luôn xuống tới đây nè. Chưa mẻ một đầu cong nào nha cô chú anh chị. Dạ đây. Công đà là chưa mẻ một đầu cong. Còn dấu cắt luôn. Chủ ghe đi rất là kỹ nha. Dạ đây. Công đà chưa mẻ. Bù lon thì rút hết. Từ cong tới đà, đà nè, cong nè. Rồi, đi chi tiết be các bà con này. Vừa nghe thử cái máy coi. Ấp khẩu thì con này nó đi mười mấy phân lên cô chú anh chị. Ấp khẩu lớn. Cong đà thì 72. Vuông góc nha. Lưng cong, lưng đà là còn mới tinh. Chưa có hiện tượng mòn gì hết. Kể cả cái dấu đánh làm dấu còn luôn nè. Mới lắm, mới lắm, mới của chú anh chị. Một cái mặt lá là tầm khoảng 3 tấc một tấm, là của bê dành bê tràng. Cái bê gió thì thôi tản thận luôn của chú anh chị. Bữa anh có đo cái bê gió chưa anh? 5 tấc mấy luôn á. Bê nè của chú anh chị. Anh cạo cái anh lắp giò nè. Mới tin luôn. 75 triệu nha bà con nha. Nhờ thích alo trực tiếp cho anh chủ. Vậy hả? Rồi. Ok. Trời ơi trời, một gan. Cái gì thao thấy rồi. Hai gan. Cái bê gió bà con. Bê gió hai gan tay. Cái dàn xương nó đẹp lắm cô chú anh chị. Tí xíu em lên mũi em quay cho bà con mình coi cái dàn xương của em đó. Tản không? Trời ơi trời. Quá khứ. Cái đà nó mới nè. 75 triệu luôn cả giấy. 3m, 14m4 hay 14m5. Rồi rồi. Miếng mặt trận mũi nè. Em chặt mặt trận nghe hầm máy nè. Dách mui. Cửa mui. Nó bóng luôn cô chú anh chị. Y y. Nãy nói của chú anh chị mình chưa mẻ đầu cong nào. Đây mẻ đầu nha. Đây review chân thật nha. Đây mẻ hết đầu nha cô chú anh chị. Nè. Sao mất miếng cây đây làm tôi lộn lợi trời. Nói thì vậy thôi chứ ghe này VIP lắm cô chú anh chị ơi. Dắt mùi nó bóng. Không thấy em trọng luôn à. Trời ơi. Một gan. Hai gan. Hai gan mấy luôn. Một dách nè. Hai cái cửa. Tấm nào tấm nấy tổ chản luôn cô chú anh chị. Hai gan rồi đó. Hai gan rưỡi luôn. Đây nè.
dê dê xa xa cho cô chú anh chị mình coi cái mùi cái kia. Quá khứ gì kìa, nó bự em dê múc chỉ luôn nè. Nhàn mùi đó bà con, xuất sắc ha. 75 triệu thôi, quá rẻ cho một em ghe siêu VIP này, cái 890 trăm 3DH đồng một tấc ba máy nha cô chú anh chị. Động cơ thủy 75 triệu, bơm thái. Nếu như con này động cơ thủy thì nó có được cả hộp số dắt mui nè, mở lát cái nha. Dạ đây, trong mui hộp dắt mui, trụ đứng, kèo, nóc mui, toàn bộ là gỗ hết. Thấy cái bô tảng cần là biết cái máy cỡ nào vậy. Trong đây sạch sẽ lắm rồi chú anh chị. Đây là vị trí để đồ muốn nghỉ. Dắt mui dàn dán sạp hết thần luôn. Vô có đề nha bà con, máy có đề luôn. Rồi vô trong thử coi sao. Đúng rồi, có chú anh chị, hộp số nữa nè, nhẹ lắm, hộp số nhẹ hiệu của chú anh chị đó, vô số rồi đó. No dè, yeah. No tới số nhẹ lắm nha bà con. Ba máy heo ti là một tấc, bơm nước thái rồi, bơm nước rim thì còn đây mà ta không xài của chú anh chị. Trong hầm máy nè, nó mới từ từ chi tiết luôn trời. Dữ thiệt của chú anh chị, lần đầu tiên em đi quay một cái ghe lớn 20 tấn mà nó đẹp tới cỡ này và nó còn giấy tờ luôn. Là con thấy không nè, ngay chỗ giáp mí be nè, không có chai luôn. Đào nước ngọt để em coi có còn không, còn là sư phụ luôn á. Trời đất ơi, còn đầu nước luôn kìa bà con ơi. Nay gặp sư phụ rồi, còn đầu nước luôn bà con. Ba cần còn mới tinh, ba đi hát nha. Rồi ốc tán cái này lỡ rồi, ốc nắp lát cũng còn đẹp quá trời bà con. Máy đẹp lắm, có bát đi mô sạc nữa nè. Máy đề nha, đề được, quay được. Trời ơi trời, gặp sư phụ rồi bà con ơi. Cái ghe nó chất mà cái máy nó xịn, có giấy tờ nữa. 75 triệu rồi, dàn xương nè cô chú anh chị. Từ trong đây nhìn ra bà con mình thấy không, nó khích rịch mà nó sắc rạc luôn. Không đà cây nào cái nấy tổ chảng của chú anh chị. Đấy, thế là cuối cùng dàn đích. Trời ơi, bê dàn đích nó mới tin nè của chú anh chị. Đã thiệt chứ, lấy cần nha. Hộp số thì nghe que à. Ý, cái dách mui nè. Coi cái cửa mui sao kệ. Trời ơi, nó cũng tổ chảng vậy á. Ghe này hình như là chủ ngày trước kỹ lắm rồi coi. Rồi, dính dây gà rồi. Đấm luôn. Đó. Mui nè. Cửa mui, dắt mui. Chìa khóa đề nằm đây. Máy này có đề luôn. Hàm lái nè. Trung bình thì 5 tấc 1 tấm. Dạ còn khủng khủng như vậy thì tầm khoảng 6 tấc. Chui hàm lái một cái nữa. Ôi, chú anh chị ơi, cái miếng lông đền nó bự như cái tấm, không biết nói sao nữa, mà tấm phiến này nó khủng khiếp lắm, nó chà bá luôn. Lông đền bổ đứng nó mới tin là trời. Trời ơi, quá xa đẹp rồi. Xong, hết con ghe.
siêu vip ngày hôm nay, ngang 3m, dài 14m5, 20 tấn, đi Yanma 3DH còn đầu nước ngọt, hộp số nhẹ nhàng, lấy cần có giấy tờ công be thì nó tổ chán vậy đó. Cô chú anh chị mình thấy vừa ý thì đến xem trực tiếp, alo cho anh Hiệp chủ ghe để đón cô chú anh chị mình. Trời ơi, giá thì hiện tại bây giờ là 75 triệu nha cô chú anh chị, có thương lượng cho cô chú anh chị mình ít để tiền dầu về. Đây cho bà con mình coi lại dàn công be nè, sướng con mắt lắm, bao đã luôn. Rồi hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những video tiếp theo, và xem kênh bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày nhé. Bye bye bà con, ghe này không mua thì mua ghe nào, quá đẹp, xuất sắc luôn, mới nha, tầm 80 mấy % á.